gì có câu hỏi nào ha thì quý vị xin mời quý vị đặt ra ha. Lâu quá mới thấy chị Cát Phượng xuất hiện nha. Chào mọi người, chị nó bị cách ly tại nhà cho nên là. Ủa, sao vậy? Hôm nay chị có một tín đồ của hội thánh. Vậy đó hả? Cái hội thánh đó bây giờ nó gần gần nha. Thánh nó dùng cái phương pháp marketing này hiệu quả ha. Nay mình nói về điều hòa cảm xúc nâng cao. Nay Mi Thiệu nó mất tiêu ta, Mi Thiệu mất tiêu rồi, chưa thấy nè. Vậy hả? Khi chờ đợi Mi Thiệu đó, quý vị có đặt câu hỏi gì không? Xin mời quý vị. Quý vị học trực tiếp ở đây này, cũng như là quý vị online. Em nói. Mời, mời. Cũng không hẳn là hỏi nữa. Tại vì em chia sẻ vậy thôi. Tại vì trong giờ gần đây á, là hầu hết những cái kế hoạch mà em dự định trước đó nó đều chặt bánh hết. Mà mặc dù á, là hồi lúc đầu á, khi mà quyết định á, thì cũng dự trù cho một cái trường hợp là mọi thứ đều chặt bánh thế này. Để là mình không có quá trông đợi vào cái chuyện là mình làm được hay không, hay là mình đi được hay không. Nhưng mà khi mà mọi nhiều thứ quá, nhiều cái dự định của mình nó bị chặt bánh một lượt á, thì kiểu như là rất là chán. Xong rồi em suy nghĩ là hồi lúc đầu mình đã suy nghĩ vậy như vậy rồi. Thì tại sao bây giờ lại bị lung lay này? Thì em thấy là dù là mình có dự trù, nhưng mà trong cái hiện tại mà mình muốn phải những cái việc này thì nó cũng rất là khó để mình có thể điều hòa hết được cái chuyện, cái suy nghĩ, cái cảm xúc của mình như thế nào. Tại vì thiệt ra là mình mới suy nghĩ thôi, chứ mình vẫn kỳ vọng. Mình kỳ vọng rất lớn vào trong cái kế hoạch của mình. Thì mình kỳ vọng nó càng lớn đấy, thì mình sẽ càng khổ thôi. Ủa bị echo hả? Quý vị khác nghe có bị không? Có bị echo không? Em nghe, tại vì em nói xong nó sẽ bật lại. Khi mà mình bị kỳ vọng đó, mình bị kỳ vọng quá nhiều vào một cái gì đó, hoặc là mình yêu thích, hoặc là vào thế mạnh của mình, thì mình kỳ vọng mà mình kỳ vọng như vậy thì chắc chắn là nó sẽ đưa đến cho mình những cái sự bất tự nguyện. Khi mà mình làm không được nó, hoặc là không có đạt thành như cái điều mà mình muốn đó, bất tự nguyện nó đến với mình liền. Do đó mà khi mà mình làm một cái gì đó thì Đức Phật dạy mình đó là chỉ là làm bởi vì nó cần. Mình biết rõ là nó cần thì mình làm thôi. Biết rõ nó tốt lành, mình làm thôi. Biết rõ nó ít lợi, mình làm thôi. Chứ không phải mình làm vì mình thích. Phải vì làm mà mình làm để kỳ vọng là nó phải thành tựu như ý mà. Không có, mình làm như vậy là mình sẽ khổ nhiều. Mà cái đó thì ngài nói vậy thôi. Và chúng ta rất khó khăn để chúng ta thực hành điều đó. Cho nên chúng ta mới học ngày nay. Chúng ta mới học.
để chúng ta tập dần để mà mình có thể làm được cái chuyện đó, là việc nên làm thì làm, việc không nên làm thì không làm. Chứ không phải là mình làm vì mình yêu thích hay là mình kỳ vọng, mình chờ đợi, mình mong mỏi, nên mình làm với trạng thái là tham. Mà mình biết rõ là mình làm cái đó đó là nó vượt quá khả năng, vượt quá cái sự kỳ vọng của mình, nó là vô thường, mà sao mà mình kỳ vọng nó phải xảy ra như vậy được. Mà nay mình kỳ vọng, mình biết rõ điều đó, thì cái tham của mình là tham ly tà. Mà mình làm như vậy, mình tham như vậy mà mình có niềm vui thì nó là thọ hỷ. Mà tự mình làm như thế một cách nhanh nhảu mau lẹ tức là vô trợ, thì nó rớt vào tâm tham ly tà thọ hỷ vô trợ. Cho mình biết rõ là trong trạng thái đó mình tham loại nào, biết rõ như thế. Mình biết rõ như thế thì mình không có hoang mang lo lắng, tại vì nó đến với cái quả không ăn vui đó. Mình biết tại vì tham mà không được là chuyển sang sân, lộ tham và lộ sân nó kế bên nhau à, giống như 30 tháng 4 với 3 tháng 2 vậy đó. Nó kế bên nhau à. Do đó mà mình phải rất cẩn thận, phải rất cẩn thận. Sự cẩn thận là không bao giờ thừa, và mình tập dần dần sự cẩn thận đó cho đến khi nó thành tựu một cách trọn vẹn. Chứ mình nói là mình biết ấy, hỏi là mình có chưa, xin thưa là chưa nha. Mình biết, mình mới là biết thôi, mình mới là biết thôi. Trong các mức độ của sự hiểu biết đấy, thì biết rồi xong mình mới lên tới mình hiểu, mình biết rồi mình mới lên hiểu. Mà mình biết đó là mình biết bằng trí nhớ. Trí nhớ đó là trí nhớ nó rất nhanh thoáng qua thôi. Rồi sau đó là mình mới chuyển sang mình lưu sâu hơn xíu là mình nhớ bằng tưởng đấy, thì nó lên mức độ của tưởng tri, lên thức tri vân vân, thì nó lên mức độ từ 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 cho tới khi mình đó, là mình liễu tri được hết tất cả những thứ đó là xong, thành tựu, thành tựu một chuyện. Và chúng ta phải làm như vậy với n chuyện, và n là vô cùng, để mà chúng ta đạt được tới cái con đường cuối cùng, đích đến cuối cùng, ngay sự chấm dứt tất cả những cái phiền não thế gian, đấy là con đường đó. Nhưng mà mình quan sát á, duyên mình quan sát cái mình thấy cái điều đó đó, đó là một bước tiến của mình ấy, quan trọng lắm, nó là một bước tiến của mình. Rồi không có cái gì trên đời nó quan trọng cho bằng cái sự mà hiểu chính mình á, mình hiểu cái cơ chế của chính mình, hiểu cái cách tánh của mình, nó quan trọng dữ lắm. Thì sự từ cái sự hiểu mình đó mình mới biết mình nên đi huân tập cái điều gì thêm, mình nên đi điều chỉnh cái gì thêm để cho nó tốt lên. Đó là sự nhận diện rất quan trọng. Quý vị có bất kỳ câu Tham ly tà là sao sao cái tham ly tà nó nói là à, nó là nằm trong tám cái tâm tham ở trong Abhidhamma, trong siêu lý học đó, một xíu mọi người cũng có học tới đó. Thì chế chia bất thiện là 12 loại tâm, bất thiện có 12 loại tâm mà thôi, không hơn không kém. Và trong 12 cái tâm bất thiện đó có 8 tâm là tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si. Thì khi mà mình nói tham tham chung chung vậy đó, mình không biết tham loại nào. Ngày chia rất là cụ thể tham loại nào, mỗi loại nó có một cái điểm mạnh điểm yếu riêng của nó, và mình muốn đoạn trừ nó thì mình phải biết được cái tham của mình đang ở trong loại nào, thì mình mới có thể đoạn giảm rồi từ từ đoạn trừ. Mình không biết được cái đó thì mình chỉ nói tham 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 vậy thôi, chứ hỏi tham gì là mình không biết, là mình tham tùm lum hết. Không, nó có 8 cái tâm tham như thế, thì nó chia ra rất rõ ràng thành các tâm, trong tổng thể là 121 tâm. Ở góc độ của Bắc truyền ấy, thì người ta chỉ có 8 tâm thôi, nó gọi là hệ thống bát thức: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Nó là 8 cái thức của Bắc truyền. Còn của Phật giáo Nguyên thủy thì chia thành 121 cái tâm. Ở trong 121 cái tâm đó có 12 bất thiện. Trong 12 bất thiện nó có 8 tham. Trong 8 tham có cái tâm tham mà nãy mình mới nói. Thì như vậy đó, khi mà đã tham đấy, đã lỡ tham nha, nó lỡ ra nghe chúng có khuyến khích nha, mà lỡ tham gồm lửa tham nào mà nghiệp ít nhất là tham, tham cũng phải khôn khôn xíu không. Ồ, mình tham á mà mình không có biết á, có nghiệp nặng đó quý vị, học nghiệp tứ phần nữa, bây giờ hay
Abhidhamma đó phối hợp chung với tâm, để quý vị biết trong Abhidhamma nó có hết á, quý vị theo đó, cái bộ đó, quý vị học là biết đó. Trong đó tâm nào nó cho quả nào là nặng, quả nào là nhẹ, nó có hết đó. Học mình biết, biết mình tự phòng vệ cho chính mình. Mình lỡ có xấu cũng phải lựa ha, xấu hơi hơi thôi, đừng xấu quá, xấu quá lãnh quả không kịp. Này cái quý vị này có hỏi gì không? Có, vậy là tham nào mà nó nghiện hết vậy? Cái tham á, giữa hợp tà và ly tà thì cái tham ly tà nghiệp nó ít hơn, tham ly tà nó ít. Tại vì ly tà thì mình biết được, giờ ai mà tham á, thì dùm ơn mình ly tà, tức là đừng có dính tà kiến. Tham mà nó dính tà kiến là nó nghiệp rất là nặng. Tà kiến là chi? Là nhìn sai, dạ, nhìn sai chấp lầm. Ví dụ này, như mình rất là thích cái người đó, mình thích cái người đó, cái mình dính mắt với cái người đó bằng tâm ái luyến, đó là tâm tham. Nhưng một cái người á, người ta ly tà là người ta biết người ta bị dính cái đó, tức là nhận diện nó giúp cho mình biết được cái điều đó đó. Thì lúc này mình có tham, nhưng cái tham của mình là ly tà chứ không phải hợp tà. Tham hợp tà là sao? Rồi dính với cái người đó và phải đi theo cái người đó mới được, phải với cái người đó mới được, mà không thấy mình sai trái gì hết. Nhưng cái người ly tà thì người ta biết ta sai nha. Người ta biết ta sai. Một cái người biết sai thì có cơ hội sửa, nhưng cái người không biết sai thì không bao giờ có cơ hội sửa. Và cái tà kiến nó cũng vậy. Mà mình cũng được biết rằng trong nghiệp tứ phần là tà kiến nhất định hay tà kiến cố định á, là một cái lý do quan trọng nhất trực tiếp đưa người ta đi địa ngục. Cho nên cái tà kiến là phải gỡ ra đầu tiên. Mà nhất là tà kiến cố định. Tà kiến cố định nó nguy hiểm dữ lắm. Cứ khăng khăng như vậy, cho rằng như vậy liên tục trong một khoảng thời gian đó là cả cuộc đời của mình, thì tới ngủm của tỏi là đi liền, đi bốn đường liền, đi đường địa ngục liền, không có đường nào thoát hết. Nó nặng hơn ngũ nghịch đại tội mà. Tà kiến cố định nó nặng hơn ngũ nghịch đại tội. Ngũ nghịch đại tội là nó gọi ghê gớm rồi đó, mà nó nặng hơn nữa, nó biết nó cỡ nào. Mà thường các sư giảng đó, các sư hay không có nhắc tới cái đó, nhắc đó làm Phật tử sợ. Tại vì tà kiến không nhìn xuống với ngọn đám tà kiến không à, đâu dám nói rồi, sợ sẽ nói ngũ nghịch đại tội này, đừng dính vô ngũ nghịch đại tội nghe này, này kia các kiểu, đâu nói tà kiến cố định đâu, vì kiến cố định là chết đó. Ví dụ nói tà kiến cố định nè, thờ ông thần tài, đẻ ra đã thấy ông thần tài tự đó bao giờ không biết, và thế là đốt nhang từ nhỏ tới già tới chết, nghĩ rằng thần tài sẽ phù hộ cho mình. Tà kiến cố định đó, bay nó có thờ thần tài đâu, nó giàu hơn mình kìa. Cứ đè thần tài thờ hoài mà không có làm thì làm sao mà giàu được. Đó, suy nghĩ bằng cái đầu óc khoa học thôi cũng đã dẹp ổng qua bên rồi. Nhưng mà không, vẫn tin thờ thần tài là tốt, thần tài bla bla các kiểu, thần tài phù hộ, có thờ, có linh gì, có tin, có lành gì đó, vân vân các kiểu, là tà kiến cố định. Tà kiến cố định. Ai mà đi quy y tâm bảo đó, là ông sư cũng sẽ đọc đó, trong cái tờ quy tâm bảo đó là quy Phật của Pháp Tăng không thờ cúng tất cả các thần thánh thổ địa âm binh dịch vật gì khác, nó là tà kiến. Mà nhiều người quy y gọi chứ thờ thờ à, nó không có nghe, nó không có nghe. Tà kiến cố định nào ngủm của tổ thì biết hồ, tà kiến cố định nó nguy hiểm như thế đó. Cho nên tâm tham mà đi với tà kiến nữa là rồi thôi, khỏi nói gì hết. Trời ơi, nó vừa tham mà nó còn cố chấp nữa, rồi sao làm, sao dạy được, không bao giờ buông ra được, dính chặt vô trong đó luôn. Tham đó là nặng nghiệp nhất, cho nên nếu có tham thì dùm ơn ly tà ha. Tham ly tà đó, nghe. Ừ. Tham tà kiến thôi. Muốn có ổng á, muốn có ổng đang bán được đó là tham rồi.
mà nghĩ rằng ổng mới giúp mình làm được chuyện đó, đó tà kiến. Tham học tà kiến. Cho nên cái đó nó nguy hiểm lắm. Mình học để mình biết, biết để mình phòng cho chính mình thôi. Đức Phật nói người đi địa ngục, đi xuống bốn đường ác nó nhiều như lông bò rồi đấy. Người mà trở về được làm người nó ít như sừng bò rồi đấy. Bò có hai cái sừng thôi, mà lông thì khô không biết là bao nhiêu mà nói. Để chỗ nó khó là nó khó như thế là tại vì người ta không biết. Người ta không biết cái đó là nó tà kiến, và người ta dính vô trong đó, người ta cho rằng như vậy là đúng. Thôi nó nguy hiểm vô cùng luôn. Cái vấn đề là đâu? Người Việt Nam mình bị nhiều là bởi vì người Việt Nam mình không có học giáo lý, không có học cho nên không biết. Đó, nghe đồn đồn hay ai nói gì đó đúng đúng người cái tin đúng đúng theo ý mình là được à. Là chết à. Ồ sao ví dụ con bò á hả chị? Chắc là em nghĩ là tại vì ngày xưa chắc là tại ông giảng bài kinh đó ngày xưa có bò đó mới dùng bò á. Tại vì ở bên Ấn Độ con bò được thờ mà. Cho nên á ông ví dụ bằng con bò chứ không phải con khác. Chứ ví dụ như ổng mà sinh ở Việt Nam chắc ổng ví dụ con vịt rồi đấy. Tại Việt Nam mình xưa chăn vịt dữ lắm, vịt vịt chạy đồng á. Như vịt vậy thôi. Người đi địa ngục nhiều như lông vịt. Người được làm người nó ít như hai cái chân vịt. Các cái dụ ngôn bên Kinh Thánh cũng vậy. Các cái dụ ngôn thì thông thường sẽ lấy những cái hình ảnh gần gũi thân thuộc của cái vùng đó để giảng cho cái người đó họ hiểu. Tôi luôn luôn là nó theo đi theo cái phong phong cách như vậy dành cho dụ ngôn để mà người ta dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhưng hơi đó khó. Trả lời cho bạn Huỳnh ha. Nào quý vị mà có bất kỳ câu hỏi nào quý vị cứ hỏi thêm ha. Bài hôm nay mình nói về cái điều hòa cảm xúc nâng cao. Thì ở cái bài 1 á, bài điều hòa cảm xúc đầu tiên mình học rồi. À, cảm xúc là gì? Cảm xúc là cảm giác có được do tiếp xúc. Cảm giác có được do tiếp xúc. Vậy thì nay mình muốn điều hòa cảm xúc vậy mình điều hòa cái gì? À, điều hòa cảm xúc thì mình điều hòa cái gì? Vậy thì mình đi vô bên trong, mình vô sâu hơn. Cảm giác có được do tiếp xúc, vậy có thể mình điều hòa cái cảm giác, có thể mình điều hòa cái thứ mà mình tiếp xúc, thứ mà mình tiếp xúc. Và đó là trên mặt lý luận là mình chia hai nữa cái. Như vậy thì bây giờ nếu mà đi sâu hơn nữa nha, vô tuốt bên trong luôn, cái thứ mà mình tiếp xúc đó, mình có quản lý nó được không? Không. Sao quản lý nó được? Gì thì con quản lý con chứ sao quản lý nó. Cái vấn đề là ở cái chỗ của mình. Cho nên khi mà điều hòa ở mức độ nâng cao là phải quay vào chính mình, chứ không phải quay ra bên ngoài. À, mình nhìn cái đứa đó mình thấy ghét vì đứa đó làm cho cái phiền não của mình nó sanh lên, làm cho cái cảm xúc của mình nó không tốt, đúng không? Thì đừng nhìn nó chứ làm sao mình muốn nhấn nút cái nó biến khỏi trên trái đất này sao được. Cái đó là sai là xấu. Nó có biến mất chi khỏi trên trái đất này nhưng cái hình ảnh nó trong đầu mình thì sao biến đâu được. Nó chuyển từ cảnh sắc thành cảnh pháp ở trong đầu mình nè, mình nhớ nó hoài. Vậy thì cái mà quý vị cần là điều hòa cái tâm của mình chứ không phải điều hòa cái cảnh. Cho nên nó học Bát Thành Á đó, tôi có đặt cái câu hỏi đó cho quý vị là ta tìm cảnh hay cảnh tìm ta, ta tìm cảnh hay cảnh tìm ta. Rồi ở Bát Thành Á tối thứ hai cũng đã đặt rồi, xong qua Bát Thành Á của mấy đám nhỏ đó, Duyên Hệ Đại Cương đấy, cũng đặt lại câu hỏi cho tụi nó, vui lắm, đám nhỏ nó học vui lắm, giải thích rất là sâu bên trong luôn. Nhớ không? Cho nên á, là mình đi sâu hơn trong điều hòa cảm xúc thì mình sẽ điều chỉnh tâm. Điều chỉnh tâm rất là quan trọng. Vậy thì nếu như mà muốn điều chỉnh tâm, vậy thì quý vị phải biết về tâm, quý vị mới điều chỉnh tâm được. Mình không biết về tâm thì không điều chỉnh tâm được. Mình chỉ có thể quản lý cái gì mà mình biết thôi, chứ mình không biết rồi sao làm được. Hiểu không? Vậy thì phải tìm hiểu. Tìm hiểu. Ví dụ như tôi thiết kế cái bài này đó điều hòa cảm xúc nâng cao dành cho quý vị nè, đã có học siêu lý khá khá rồi, cũng có tìm hiểu siêu lý rồi thì tôi mới dám được cái bài này vô. Còn không đó là cái bài này chỉ nói lướt qua thôi,
trong chương trình đào tạo tài năng từ T1 trở lên luôn luôn là như vậy. Nên quý vị mà đi dự thính lại, quý vị sẽ thấy là không có bài nào tôi dạy mà nó giống bài nào. Cũng bài một thôi nhưng mỗi lớp là nó khác nhau. Cái lớp này người ta có học bổ trợ nhiều, kiến thức người ta có, dạy nhiều đó đâu có đủ. Mà vô cái lớp không có đứa nào học bổ trợ hết, rồi mình nói xong nó hiểu. Thì mình phải đưa kiến thức nó nhẹ trở xuống, như gãi ngứa vậy. Thế nhưng mà nó hiểu, nó khổ thế. Cho nên nếu mà quý vị mà càng xịn thì quý vị học càng đã. Vì càng có nhiều kiến thức quý vị học nó càng chiêu sâu. Đấy, Phật học nó thậm thâm vi diệu lắm. Nó hay đấy, nó hay đấy. Nó giải quyết rốt ráo hết tất cả những vấn đề hiện thế. Vậy chứ mà đó ra uổng đó là quý vị không có tới đó đó. Thì tôi không nói vô được. Cho nên tôi ấm ức lắm. Ấm ức của tâm sân á. Mà nay tôi có chia sẻ với quý vị mà bữa nào mà tôi dạy hạnh phúc gia đình ấy, là tiết sau đó là phải tu xả mà tôi mới chịu nổi á. Ví dụ như thứ hai đi ha, tiết đầu tiết tiết tôi hạ dạy hạnh phúc gia đình tiết 7:30 ha, là sau đó là 9 giờ tôi phải dạy bách thả ná thì tôi xả ra. Chỉ đó tại vì hạnh phúc gia đình đâu ai học siêu lý đâu, cho mình giải thích những vấn đề này kia nọ đó, cấp độ hiệp thế không à, không vô đâu đâu chứ, nói mà nó ngứa cái miệng á, nói đưa tao không hiểu mà không nói nữa đó thì như vậy nó thiếu. Nó khó chịu vậy đấy, thằng qua Bách Thà Ná nói vậy cho đã. Bởi vì chứ qua Bách Thà Ná nói biết có ai hiểu không. Nên đi vô bên sâu, sâu hơn vô bên trong á, nó đã lắm, nó giải quyết cho mình hết tất cả vấn đề. Vậy thì quay trở về với vấn đề là điều chỉnh tâm thay vì điều chỉnh cảm xúc. Vậy thì tâm điều chỉnh thế nào? Tâm nó có 5 loại cảm thọ. Tâm nó có 5 loại cảm thọ. Mà cái mà mình hay né đó là mình thấy cái ưu và cái khổ. Cái ưu và cái khổ, ưu là ưu phiền nơi tâm, khổ là cái sự đau đớn nơi thân. Đấy, nếu mà chia góc độ hiệp thế ở tâm thì nó chia làm 5 cảm thọ như vậy đó. Hỷ, lạc, ưu, khổ, xả. Được chưa? 5 loại cảm thọ. Nếu mà chia góc độ hiệp thế nha. Thì bây giờ đó mình điều hòa, mình điều hòa tâm, tức là mình chủ động lựa chọn các cái tâm mà nó đi kèm theo cái thọ tương ứng, và hạn chế tối đa các cái tâm mà đi kèm theo các cái thọ mà nó không có tốt. Vậy thì mình biết cái điều đó để làm gì? Để mình né tránh các trạng thái vui, vui thích mà tâm bất thiện. Tại vì có những trạng thái vui thích sung sướng mà tâm bất thiện, mình không biết hay là mình đi vô đó không, mình nói nè tôi điều hòa cảm xúc để tôi có sự an vui, tôi tránh né phiền não, nhưng không có đâu. Đi dây nợ không đó, đi dây nợ không đó, rồi bắt đầu nó trả nợ. Tại vì tâm bất thiện không mà. Vì á, hồi nãy tôi nói quý vị đó là tâm tham, nó có 8 tâm, trong đó 4 tâm thọ hỷ, 4 tâm thọ xả. Cái quý vị này muốn, quý vị có muốn ăn vui mà, này quý vị học, quý vị nói ôi này ta điều hòa cảm xúc, dừng lại hít thở mỉm cười đồ các kiểu để có sự an vui, toàn tham không à? Chúa bà trời đất ơi, toàn tham thọ hỷ không? Mà tham thọ hỷ không, mà tham không được thì sao? Sau đó là lậu sân nó lên, ngọt bùi đi trước thì lỗi nước theo sau. Nói cái gì nợ à, cái gì nợ đó là nó liên quan tới tới nghiệp à. Giống anh thầy Hạnh. Nó có ảnh hưởng đấy chị, cái chủng tử của ổng hiện về đó. Là tại vì đó mình gieo nghiệp, mình gieo cái chủng tử nghiệp bất thiện. Trong lộ tâm quý vị biết, trong cái lộ tâm nó sẽ có cái thời động lực, thời giáo quá na đó, thời đó tạo nghiệp. Và nếu như cái thời đó là cái thời tâm bất thiện, không biết đâu này nhìn đó người ta, trên đó kìa con, nhìn là bậy chỗ rồi đó, đó chỗ đó giáo quá na ha. À, chỗ đó đó à. Cái chỗ đó đó nó cái lộ tâm á, chỗ đó là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tốt. Mình thì thôi bỏ tốt ra đi, mình nói có bộ mình thôi, dục giới thôi, tâm thiện tâm bất thiện. Thì tâm thiện tâm bất thiện ngay cái chỗ thời quá na đó nó gây ra nghiệp. Ơi ơi thầy nghe. Giờ mình kiểu như mình phân tích vấn đề, mình chia sẻ, mình tính toán, mình kiểu như giống như cái thời gian con phân tích cái tình hình công ty nè, phân tích bảng giá, tính toán các thứ nè, thì lúc đó là con đang dùng cái tâm gì vậy thầy?
Ok, tùy theo lúc đó trạng thái tâm mình như thế nào, mình không thể nói được một cái hành động ở nơi hiện thế thì tâm đó là tâm gì, mà mình phải có cái sự nhận diện sâu sắc cho bên trong lúc đó trạng thái tâm như thế nào. Và lúc đó mình làm như thế mà mình làm trong sự bực bội, làm trong bực bội mệt mỏi cáu gắt để tâm sân, tại vì mình lo phiền não mà. Tâm sân nó có hai tâm thôi, và hai tâm nó đều là thọ ưu hợp khỏe hợp khổ, thọ ưu hợp khổ. Thì mình chẳng thấy mình làm á, mà mình để ý nhận diện đấy, lúc nào cũng phải nhận diện, mà mình thấy nó chỗ đó ưu khổ, biết tâm sân, biết tâm sân tại trong đó bất thiện. Mình làm á mà chẳng thấy mình vui thích vui làm cái này mình gắng kiếm được nhiều tiền hơn, mà cái này mình làm được cái nọ cái kia là cái kiểu do con mình để ý thấy ồ vui à, vui này có tà kiến, vui tà kiến và tâm tham, vui tà kiến là tâm tham, có dấu hiệu của tà kiến là biết tham rồi đó ha. Có vui có tà kiến là biết tham rồi đó. Cái tâm tham mà ly tà mà thọ xả nữa đó, trời ơi cái tâm tham đó nó khó như quỷ vậy đó, không có nhận ra. Mà nhất là khi mà quý vị nào mà có sự quán sát tinh tế đấy, hoặc là quý vị có sự hành thiền đó, nó lâu ấy, tham mà ly tà mà thọ xả, trời ơi nhận không ra đâu. Ví dụ hành động của tham ly tà thọ xả đúng không thầy? Ừ, không được, cái nó vi tế, tam thọ xả mà còn ly tà nữa là nó vi tế lắm, tại vì nó đâu có dính tà kiến đâu, cho nên đâu có dấu hiệu. Mà thọ này là thọ xả nữa, mà khi mà mình hành thiền này kia nọ đó thì mình buông bỏ mình đâu có dính mắc đâu, cái mình nghĩ là buông bỏ là thọ xả để chết nữa, là nó dính vô chặt hơn nữa là tâm tham thọ xả ly tà, có thể là mình trợ hoặc là vô trợ à. Chỗ đó bên trong nghe nó đang rối cái chỗ mình đi tại. Ok, tại vì cái chỗ này đó là nếu ví dụ quý vị mà không có đi vô học xử lý đó, nó khó cho tôi. Trên này tôi ghi như thế này đi để tôi ghi ra cho quý vị. Máy tôi nó lại đứng rồi. Tâm tham nó có 8 đúng không, nó có 4 thọ hỷ. Nó giống cái kiểu là giống như của tôi mà đi làm là mình giật nhiều rồi Ồ, ai á. nó giật quá không nghe được Quy ơi, nó giật quá không nghe được. Alo, nghe rõ chưa? Rồi gõ rồi, gõ rồi rồi nói đi. Là nó giống cái trường hợp mà ví dụ như cái người đó nghĩ rằng là mình làm cái việc đó là đúng, ví dụ như cái tụi mà Hồi giáo mà nó đi khủng bố đi, nó nghĩ rằng là làm cái việc đó là nó sau này nó sẽ thoát ly lên là thiên đàng gì đó đi theo Chúa nè, ví dụ. Nhưng mà thực ra cái việc đó là cái việc sai mà nó không biết, mà nó một cái niềm tin mà nó tin rằng cái điều đó đúng, nó giống vậy không? À đúng rồi đó, đó là tà kiến đó. Tà kiến tức là nhìn sai chấp lầm và yêu vui thích với cái chuyện mà nó làm đó thì nó là thọ hỷ. Thì cái tâm tham mà thọ hỷ nó vui thích đó rồi nó đi làm cái chuyện đó mà không có ai trợ hết là cái tâm mà siêu nặng nghiệp nhất. Nó là siêu nặng nghiệp nhất. Tự bản thân nó làm hành động một cái thiện xảo, nó đi quánh bom chỗ này chỗ kia chỗ nọ và nó cho rằng như vậy là tốt và nó hoan hỷ với điều đó, nó vui thích điều đó, là cái tâm đó là nghiệp nặng nhất trong tất cả các tâm tham, là rất khó để mà thoát khỏi cái đó, tại vì nó dính tà kiến à, cho nên mình rất dễ để mình nhận ra à. Nhưng mà đó là còn lại mà nãy tôi nói quý vị mà tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ hoặc là vô trợ, mà thường là vô trợ là nó khó nhận ra, tại vì tự mình trợ mình mà sao nhận được, khó lắm. Thì cái tâm tham đó là khó nhất, bởi vì tâm tham đó là vi tế nhất, tâm tham đó là vi tế cho mình rất khó dính, rất khó để nhận biết nó. Thì thông thường là mình sẽ dính vô cái tâm đó à, mà cái trạng thái à, ví dụ như quý vị nói trạng thái hồi thiền quý vị có sự hoan hỷ, quý vị hoan hỷ hỷ lạc của thiền, quý vị thích với cái điều đó, thích rồi là thọ hỷ rồi, là quý vị đâu vẫn còn tham à, có thể là ly tà à, nhưng mà vẫn còn là thọ hỷ, thì cái tâm nó chưa vi tế đâu, chưa vi tế đâu, vi tế hơn nữa thọ xả luôn, không biết nó luôn, rất khó để nhận ra à, tham ly tà thọ xả không nhận ra. Dạ đúng rồi đó chị, rất là cái khó của mình là mình đang tưởng là mình hành xả, đang tưởng là hành xả nhưng mà không phải, nó là xả thọ của tâm tham,
Cho nên hành thiền Vipassana đó nó rất quan trọng. Mà đó lý do sao mà đây tôi đâu có dám quý vị hướng dẫn quý vị hành thiền đâu. Quý vị phải học. Phải học rất kỹ. Học hết đây nè, đó 121 tâm, 52 tánh, học lộ tâm, học nghiệp, học duyên. Sau đó quý vị làm gì đó quý vị làm. Lúc đó tôi xong rồi, nó không làm gì làm. Cuộc không đó, nó khó. Nó khó dữ lắm. Tại vì cái này đó thì em không thể nào mà em nói được là sao nhận ra. Nó phải là một cái sự để ý vi tế của mình, rất ghét của mình, quen mình thiện xảo mình nhận ra nó. Tại vì nó là khó nhất trong tâm tham mà. Nó là khó nhất. Tà kiến mà nó ly tà mất tiêu rồi đâu có dấu hiệu đâu. Như thọ hỷ mình còn có dấu hiệu để thọ xả luôn rồi. Nó không còn dấu hiệu gì hết. Nó mất dấu hoàn toàn như thế đó. Cho nên nó khó lắm, cái tâm đó là tâm vi tế nhất của tham. Mà nếu như mà mình để ý được nó, để mà mình thoát ra được nó, trời đã lắm. Vi tế đó. Rất vi tế, rất vi tế. Thì nó là cái khó nhất trong tâm tham. Thì còn sân thì dễ nhất. Sân là cái tâm mà dễ đoạn trừ nhất nha. Rồi dễ nhất luôn đó, mà cái tâm đó mà mình không có làm được đó là tệ lắm á, tệ lắm. Cái tâm sân là tâm dễ đoạn trừ nhất. Rồi tại vì mình phát hiện nó liền. Thấy bực bội người biết đi, không biết sao. Hello. Nghe. Anh nó giống như ví dụ mà lần trước mình có thảo luận về cái gì, ví dụ như một cái người mà tham cầu giải thoát mà suốt ngày cứ tơ tưởng cái chuyện đó, người này họ người tại khác là nó dễ tha về trong tài kiến, thì cái việc đó nó giống như cái chuyện mà anh nói về tha có tha gì đó. À đúng rồi đó Quyên, tức là cái sự ly tà và hợp tà đó. À, là nó nói ở góc độ tà kiến đó. Ví dụ như những cái người mà họ nhìn sai chấp lầm cái đúng thì họ cho là sai, cái sai thì họ cho là đúng. Đấy là tà kiến. Rồi họ không có cái niềm tin là vào nhân quả, vào nghiệp báo, vào các cái quy luật mà vốn dĩ nó có thật, nhưng mà họ lại không tin. Họ cho rằng họ nghĩ là đúng, nên đó là tà kiến. Ví dụ như là thường kiến hoặc là đoạn kiến. Thường kiến là cho rằng mọi thứ nó còn hoài, vĩ đại muôn năm rồi đó. Đó là thường kiến. Cho rằng nó còn hoài, đó là một loại tà kiến. Đoạn kiến là cho rằng chết là hết, không còn gì nữa. Mình không biết, mình nói mình không biết. Mình tìm hiểu cho mình biết, chứ sao mình kết luận là chết là hết, không còn gì nữa. Không, cái đó là dốt nát. Cái đó là dốt tới nát luôn, nó không còn gì nữa. Cho nên không biết, mình nói mình không biết thôi. Góc độ khoa học thì mình phải chấp nhận điều đó. Nghiên cứu mình tới đâu mình nói tới đó, chứ không có kết luận vội vàng và cẩu thả. Thì cái kết luận kiểu như thế nên rất vào tật kiến, rất vào đoạn kiến. Đời này hết rồi, học có sống có đời thôi, gắn làm gì đó làm cho nó sướng. Là rớt vào trong đoạn kiến, là một loại tà kiến. Đó. Mà tham mà đi kèm với tất cả kiểu tà kiến vậy. Ơi thì nghe. Kiểu giống như là nói tới biết chứ không biết đó. Có nhiều người nói là khi mà mình làm ăn á thì mình không có nên đem cái mình không biết ra để phô bày ra, người ta dựa vào cái không biết đó để mà lợi dụng mình hay là làm cái điều sai xấu với mình. Nhưng mà thì mình nói nếu như mình không biết thì mình nói không biết thì người ta sẽ nghĩ là mình cái đó là cái việc mình không biết đó, có đồng nghĩa đó là điểm yếu của mình không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của Minh Anh. Mình biết, mình nói biết, không biết, nói không biết, nói xạo người ta biết mình còn nhục nữa con. Làm ăn mà mất cái uy tín đó là khỏi làm luôn. Mình đừng có nghĩ người ta dốt hơn mình. Đừng bao giờ mình nghĩ như thế. Ở trong cuộc đời này bao nhiêu những người ta có hiểu biết. Mình đâu biết đâu. Mình biết mà nói không biết, không biết mình giữa cột nghe. Hôm nay không biết mình cũng nói cạn nói thí luôn, người ta nghe người ta biết chứ. Người có hiểu biết ấy, người ta đánh giá mình ấy. Lần sau không giờ người ta làm ăn với người vậy đâu. Trong làm ăn chữ tín rất là quan trọng. Mà một lần thất tín là vạn lần thất tín ấy. Nay người ta nói thấy cái đứa này nó nói xạo không, nói mép mồm chỗ này, nó không biết mà nó không bao giờ nhận. Nếu ta làm ăn với nó rồi sao? Với một người như vậy có nên làm ăn không? Thế người ta phải suy xét lắm chứ. Cho nên đó mình ra làm ăn mình suy nghĩ như vậy đó là coi chừng là không ổn đó. Lo lắng mình không biết cái mình. À đúng rồi đó Quy. Cho nên đó là lý do mà sao á mà Đức Phật dạy đó là mình còn có pháp học, pháp hành mới lên được pháp thành.
học, hành, thành, đó là ba giai đoạn. Cho nên nha, Đức Phật luôn khuyến khích phải học hỏi trau dồi, chứ không có Đức Phật không có khuyến khích mình đốt nhang cầu nguyện nha. Cho nên quý vị nhớ, Đức Phật là một nhà di vật. Này con vừa học đây nó khoái lắm à, giống tư tưởng của nó. Một nhà di vật là phải thực tế, thực dụng, thực nghiệm, thực chứng, chứ có ngồi tưởng tượng. Cho nên Đức Phật dạy là phải học. Phải học, mà khi mà tôi vô trong Phật học tôi hoan hỷ lắm, tôi rất hoan hỷ rồi. Tại bên tôi người ta dạy phải cầu nguyện. Có gì khó khăn con cầu nguyện, phải tôi có hỏi với ông cha đó. Mà mình cầu nguyện mà ông làm gì nó có thành công không cha? Kiếm nguyện làm thì đâu có được không, mình phải cầu nguyện rồi mình cũng phải làm nữa, cái kiểu trời đất ơi. Cái mình thấy có gì đó nó sai trái ghê lắm. À, nhưng mà đôi khi là mình không có nói thôi. À, như người lớn mà trưởng thượng thôi, mình tôn trọng mình không nói. Chứ mình tự biết nào đúng nào sai chứ. À, nó nói ra có lý hay không có lý biết chứ. Quý đi tìm kiếm thì à, tôi bắt gặp bên ông Phật. Rất hay. Cái gì cũng phải học, học mới biết. Học xong rồi biết rồi sao? Biết rồi phải hành. Phải học, phải hành mới có thành tựu được. Không học, không hành, không có thành tựu được. Đấy, lúc nào cũng như thế ha. Góc độ nghiệp thế lẫn siêu thế luôn. Ừ. Cho nên đó là mình muốn biết thì mình phải học. À, và có rất nhiều thứ mình không có biết. Mình biết những thứ không cần biết. Những thứ cần biết, không biết. Đây là cái bệnh của người thế gian. Cái bệnh của người thế gian là bệnh đó. Cái gì cần biết, cái gì cần biết. Lý nhân quả cần biết. Lý duyên khởi cần biết. Lý vận hành về nghiệp cần biết. Lý về duyên hệ là cần biết. Hết rồi. Còn gì khác nữa hết. Những cái đó phải cần biết. Tại vì mình dính nó hàng ngày luôn. Nói ra dính này. Làm dính này. Nghĩ trong đầu rồi dính luôn. Hết rồi còn gì nữa đâu. Không còn gì khác nữa. Mà mình tự mình đó, mình hiểu được rằng là nay chúng ta muốn làm được chuyện nọ chuyện kia, khi mà chúng ta có cái cảm xúc á, nó tốt, có tinh thần nó tốt, mà mình không biết làm sao để làm cho tinh thần mình tốt hết. Mình cho cái tinh thần của mình uống thuốc độc không à, mà mình kêu nó khỏe đi, trời sao khỏe được. Phải biết cái gì là thuốc bổ cho tinh thần, cái gì là thuốc độc cho tinh thần. Cái đó rất quan trọng. Cái đó là cái đáng biết, cần biết và phải biết. Thì khi mình biết tất cả đó, mình điều hòa cảm xúc đó là lên mức độ cao cấp hơn rồi. Rất vi tế. Rất vi tế. Chứ không phải là đơn giản như bình thường. Dừng lại hít thở mỉm cười. Cái kia các kiểu đó là nít lắm. Người mới rồi đấy, ta chưa biết gì. Xài vài kỹ thuật rồi các kiểu thì ok. Nhưng mà ta biết sâu rồi, đi vô tới gốc luôn. Đừng đi vòng. Nó uổng lắm. Nó uổng. Vậy thì trở lại về cái chỗ mà chị Cát Phượng chị đặt vấn đề là bây giờ nếu như là mình cái tâm tham như vậy mình không có nhận ra thì mình có cách nào không? Nếu mình đi đường đó không được, mình đi đường khác. Bên toán tôi nó có nhiều cách để chứng minh một công thức lắm. Mình chứng minh xuôi không được, chứng minh ngược. Chứng minh xuôi ngược không được, chứng minh phản chứng. Áp dụng cách đó vô đó thì tôi thấy nó khó quá để nhận ra. Thôi tôi làm cái tâm của tôi chuyển sang tâm khác luôn, cái tâm dễ nhận ra, khỏe hơn à. Mà quý vị biết đó là có 8 tâm đại thiện. 8 tâm đại thiện. 4 tâm thọ hỷ, 4 tâm thọ xả. Đại thiện hợp trí. Hợp trí nha, trí tuệ nha. Có những tâm đại thiện ly trí nữa. Cái tâm đại thiện ly trí. Ôi, cái tăng nó nói sao ngộ chỉ đại thiện mà ly trí sao được, đúng không? Được con. Ví dụ như á, là con, bạn con đi bố thí, cái bạn con rủ con đi bố thí. Con có hiểu biết gì đâu. Bạn kêu mình đi làm thôi à. Làm với một cái tâm cũng muốn giúp người ta vậy thôi. Tâm nó vẫn tâm thiện. Nhưng ly trí, không có biết trí tuệ nào hết đấy. Nhiều khi mình vui nha, nhiều khi mình vui là thọ hỷ. Mà cái đó bạn nó rủ là hỗ trợ. Được không?
nhưng mà có đi làm vậy thôi, nhưng mà cũng với tấm lòng, con có một cái quan niệm thôi, mình làm thôi bỏ chứ không có giữ gì những cái chuyện như vậy, thọ xả không à, không có phải là vui. Nhưng mà nhờ bạn nó kêu mà mình cũng không biết cái đó ít ít lợi gì hết á, thì tâm đại thiện, thọ đó là thọ xả, ly trí mà hỗ trợ, hiểu hả? Thấy nó vẫn có phước, vẫn có phước, vẫn tốt đẹp, đừng dính vô 12 tâm bất thiện là được. Nó thế. Thì khi quý vị đi vô trường phái của tâm rồi đó, thì quý vị bắt đầu là không còn dừng lại là ưa cảm xúc tích cực hay tiêu cực dẹp qua bên đi, cái đó đâu có quan trọng, mà bắt đầu vô trong tới cái chuyện vô cùng quan trọng luôn, thiện hay bất thiện, là phát triển cái tánh giác. Thì trong sáu loại tánh đó, tham sân si tầm tín giác, thì phát triển tánh giác. Rồi lúc này là thiện xảo trong sự phân biệt đúng sai tốt xấu, nên không nên thiện bất thiện, lựa tâm phải lựa. Thì nếu cái tâm kia nó khó quá là bỏ nó đi, mình qua tâm đại thiện cho nó dễ nha. Chứ mình ở đó mình vật lộn với nó làm chi, rồi mình không biết cái mình dùng nó luôn là sao, nghe chưa? Ví dụ như mình nói không biết cái quán này nó bán đồ ăn có chất lượng không ta, ngồi suy xét hoài, suy xét ăn thử hay không ăn thử, ăn thử không ăn thử thôi đi qua tiệm khác ăn đi, biết cái tiệm kia nó tốt thì sống qua bển ăn, tự nhiên ngồi đây mình suy nghĩ làm chi. Hồi gì đâu mình đi cái cách khác, xài phản chứng. Sao? Tùy thôi, tùy thôi. Nếu mà hỷ được thì tốt. Hỷ được, không không hỷ thì xả cũng được. Hai tâm nó đều tốt hết, đều tâm hết, đều tốt hết. Cho nên dù hỷ hay dù xả đều tốt, miễn là tâm đại thiện nha, thì tốt à. Nhưng mà nếu mà muốn tốt hơn, cái hỷ cái xả nó cũng không quyết định lắm đâu. Nhưng cái quyết định là trí ấy, giống như tham ấy, hỷ xả nó cũng quyết định lắm đâu. Nhưng mà cái tà kiến ấy, thì bây giờ thằng là cái tâm đại thiện là trí ấy. Cái tâm đại thiện mà hợp trí được cái tâm đó cho nghiệp nó xịn đó, cho nghiệp nó xịn. Giờ mình phải có cái cho quý vị thấy thì học muốn chết luôn, học muốn chết luôn, để làm gì? Phát triển trí tuệ chứ, để làm gì? Để cái tâm của mình nó xịn đó quý vị, cái tâm mình nó xịn. Mà mình cái tâm mình nó xịn thì sao, cái chủng tử nghiệp mình sanh ra nó xịn, thì nó, cái chủng tử nghiệp nó xịn nó mới cho mình cái quả xịn được. Giống như quý vị đi trồng cái giống vậy đó, quý vị phải lựa cái hạt của nó tốt, nó đều, nó đẹp. Quý vị trồng nó lên mấy cái cây đó tốt được, lựa cái hạt đều đẹp sâu ăn thì tờ lứa, trồng nó không lên cây luôn. Được. Cho nên phải lựa. Vậy thì tâm mình cũng phải lựa, tâm cũng phải lựa. Mà hỏi tới tâm lựa bằng cách nào, trong khi đó mà nói mình vô ngã mà làm sao mà lựa được. Đâu qua lại qua bài toán khác cực kỳ hay khác, giảng gì lý vô ngã nữa. nó tùm lum ở trong đó chứ, gì mơ ghẻ má, gì mơ ghẻ má trong trọng á, có phải nắm được á, mình phăng phăng nó ra hết vậy đó. Thì cái đó nó phải qua cái lĩnh vực đó, muốn hiểu được lý vô ngã đó là phải hiểu được cái lý nhân duyên, là cái lý của Bách Thành Ná đó, là duyên hệ. Thì mình nói cái vô ngã đấy, nhưng mà nó ảnh hưởng bởi duyên, ảnh hưởng bởi duyên. Mà duyên đấy nếu không biết thì không làm được. Cái biết duyên là biết do đâu? Biết do trí tuệ Đức Phật, không phải do mình. Vô ngã xem, mà biết do trí tuệ Đức Phật là phải học, phải nương dựa vào trong trí tuệ Đức Phật để mình sử dụng. Đằng nào mà biết được con, chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới biết được. Sau đó bậc chánh đẳng chánh giác mới thừa tự để lại cho lại thinh văn về trí tuệ. À, không có bao giờ ra thấy ông mát không suy nghĩ, ông chết gủm luôn không? Ông có biết được rồi vật chất hiện tượng nó có quan hệ biện chứng nhau là biện kiểu nào không? Ông có biết đâu biện đâu? Ông không có nghĩ ra. Suy nghĩ nhưng không ra, đâu quan hệ biện chứng là biện kiểu nào? Trong khi đó duy vật là đòi hỏi cụ thể. Mà có chỗ đó là ông ghi ghi gì thôi đó. Chứ học triết học tôi cũng đặt câu hỏi chỗ đó chứ, tôi đi tìm kiếm á, thượng phẩm giải sẽ thôi thì đủ đó. Biện kiểu nào muốn kiểu nào có kiểu đó thì đủ hết trơn ra như thế, phải học trời nó hay kinh khiếp vậy đó. Nó thế thì khi mà mình vô đó mình mới hiểu được là đâu là nhân quả,
đâu là nhân quả mà đâu là duyên hệ, không thôi mình không có phân biệt được. Nhưng nhân quả hết, nhân quả không có, không có đâu, nếu có cái nhân quả có cái duyên hệ, không phân biệt được là chết đấy. Không, nó như thế, nó hay như thế, cho nên mà phải dựa trên lý của duyên hệ đó để hiểu, để thấu đáo nó. Vì thì đó quý vị đã học rồi, trong đó nó có tập hành duyên ấy, nên tôi giảng duyên thôi. Cái gì quý vị lo cho nó vô tập thành thói quen thì nó sẽ tạo tác lại quý vị cái thói quen đó, chính cái chỗ đó nó cho quý vị đấy. Nếu quý vị tập quen dần sử dụng trí trong tất cả các tình huống của mình, tạo hình nếp rồi, chính cái đó nó tạo thành tập hành duyên cho quý vị. Khi đụng một vấn đề quý vị khởi lên trí liền à, cái trí suy xét liền, trí suy xét liền, nó tạo thói quen, nó tạo thói quen cho quý vị vô ngã chứ không có quý vị đâu. Từ chút quân tập, quân tập mà hỏi cho cái biết gì cái duyên đó đâu ra, của Đức Phật dạy chứ của mình đâu, của mình đâu, đó mình dựa trên trí tuệ Đức Phật không à. Mà chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới biết được điều đó thôi, ngoài ra không ai biết. Nó hay thế, nên mình dựa vô trong đó mình biết, rồi dựa trên trí tuệ Đức Phật đó mình tu tập. Cái đó mình tu tập ra, thật ra đó là cái sự vận hành của các pháp thôi, sự vận hành theo duyên hệ. Nó như thế đó, hay như thế. Cho nên mình hiểu thấu đáo cái điều đó rồi đó, điều chỉnh mình nó dễ dàng lắm, điều chỉnh mình. Ừ, đúng rồi con. Không hiểu gì hết, không hiểu gì. Cái đầu tiên đó ha, nếu như mà học tặng luật, tặng kinh mà không học tặng thắng pháp là uổng dữ lắm, uổng luôn. Tinh túy nó nằm ở tặng thắng pháp không à. Mà đã học thắng pháp rồi mà không học duyên thì nó lại càng uổng hơn nữa. Tại vì tinh túy của thắng pháp nằm ở duyên không à. Nó vậy đó. Nó nằm ở duyên không? Hồi nó vi tới vô cùng tận luôn vậy đó. Hay, hay, rất hay luôn. Rồi mình học mình mới biết, biết rồi sao mình vận dụng vào đời của mình. Thấy trời nó màu nhiệm á. Vậy đó mình mới có cái chánh tín. Trời Đức Phật vĩ đại. Cái sự hiểu biết của Ngài vĩ đại, chứ không phải Ngài bay vòng vòng giỏi giỏi gì là vĩ đại, không phải. Người có chánh tín hiểu về Đức Phật, tin tưởng nơi Đức Phật khác lắm. Còn không là tà tín không à. Nghĩ Đức Phật ban ơn giáng họa được, sợ Đức Phật trừng phạt, rồi thế thôi đó tào lao không đó nha, tà kiến. Đức Phật không có rảnh đâu bởi ngồi trừng phạt ai hay là cho ai cái gì đâu ha, không có nha. Ngài chỉ dạy thôi, bậc đạo sư, người chỉ đường này, hãy đi 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 thôi, ngài không có quan tâm vậy đó. Ngài thấy chuyện đó cần làm, phải làm, nên làm, ngài làm thôi. Như vậy đó, mình trở về với cái chuyện mà điều hòa cảm xúc đó. Nãy giờ mình đi quá xa ha, lỗi mà tôi đi vô đó. Mà tôi đi vô pháp đó là tôi đi không có đường ra đâu, tôi đi tới mời tới mốt tới kia đó, biết năm tháng là tôi ra vô có cái nào nó cũng có hết trơn á, nào cũng nó quẹo qua quẹo lại, quẹo qua quẹo lại, nó đã vậy đó. Nhưng mà thôi vậy cái nó trễ đó, mình sẽ về đó. Chỉ như vậy, điều chỉnh mà phải điều chỉnh cái tâm ha, cái gốc nằm ở đó, điều chỉnh cái tâm thì lúc này đã cái cảm thọ của mình nó rất đơn giản luôn, chỉnh bụp xong. Mà nó còn sâu xa hơn nữa là tạo cho mình những chủng tử tốt. Chính những cái chủng tử tốt đó, theo quy luật của nghiệp, nó vận hành cho cái quả nó tốt. Cái quả nó tốt thì lúc này cảm thọ an vui. Tức là cái tâm quả đấy. Cái tâm quả. Tâm quả thì nó có thể đó là quả nơi bên trong tinh thần của mình, thọ hỷ, an vui. Khi đó cái quả nó trổ là cái tâm của nơi thân, thân thức, thân thức thọ lạc. Mà quý vị trong quý vị nhìn thấy trong bản niêm mà có tâm màu vàng khè đó, tâm là thân thức thọ lạc cho mình sự an vui. Mà cái đó quý vị không làm không có đâu, mà ngồi cầu nguyện không bao giờ có nha. Phải làm, phải thay đổi tự bên trong của mình ấy. Thay đổi tự bên trong nó quan trọng lắm. Không thay đổi tự bên trong, bên ngoài mình cứ chấp giá vô đó không được. Bên ngoài mình có tô cỡ nào tô nó cũng trôi hết nè. Cái gì, cái thân mình nó đi ra mà, bên trong nó tỏa ra đó, nhưng tế bào mình trong nó cũng tỏa ra đó, nó chết thì nó đào thải ra chứ đâu chết nó đào thải vô đâu. Cho nên đó là mình đừng có ngoài chét vô, nó không ít lợi, phải từ bên trong chữa ra. Thì cảm xúc nâng cao là điều chỉnh như thế, để chuyển từ bên trong chuyển. Ở đây đó có giới thiệu với quý vị một cái phương pháp mà nó đơn giản là thiền chánh niệm.
Thiền chánh niệm là cái mà nó rất đơn giản, nó trở thành trào lưu, nó có cái tác dụng tức thời, có tác dụng tức thời để thực tập. Nhưng với sự hiểu biết sâu sắc của quý vị về xử lý, quý vị thực tập thiền chánh niệm với đầy đủ bát chi thánh, nó khác nha. Nó khác với cái người thực hành chánh niệm mà chỉ có chánh niệm thôi, không có gì trọng hết. Quý vị hiểu không? Thì quý vị phải thực tập nó với góc độ đầy đủ bát chi thánh ở trong. Chánh niệm chỉ là một công cụ thôi. Mình không thích tập thiền chánh niệm, thiền ăn cơm, thiền đi, thiền đứng, thiền nằm, thiền ngồi gì đó, các kiểu. Miễn sao duy trì đầy đủ bát chi thánh là được. Bác chị Thánh còn nhớ là gì không? Chị không nhớ luôn, trời ơi, tôi thương chưa, không nhớ luôn. Giờ nghe bạn Quỳnh mình kể nè, chặt ruột cái nè. Tránh chỗ khác ha. Ừ, không có chế thứ tự luôn ha. Học mà nhớ mình còn không nhớ, rồi sao mình tập? Phải nhớ trước mới tập được đó con. Phải gắng nhớ, nó không khó như mình nghĩ đâu. Đầu tiên là mới nói về tuệ trước, có hai chánh gì hả? Chánh tư duy, chánh kiến. Nói về tuệ, chánh tư duy và chánh kiến, hai cái đừng nghe quan trọng. Mình tập thiền chánh niệm mà mình không có chánh tư duy và chánh kiến là đi ha, đi địa ngục hết nha. Tà kiến cố định ấy, chánh kiến giúp cho mình không rớt vào tà kiến cố định. Chánh tư duy làm cho tâm của mình không rớt vào trong trạng thái sân hận, bực bội, si mê, mờ ám. Hai cái đó rất quan trọng luôn, rất quan trọng. Cho nên đó, nhớ cái chánh tư duy và chánh kiến nó thuộc vào tuệ. Rồi cái phần giới, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, nó thuộc vào phần giới. Rồi tiếp theo phần định, nó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, ba phần. Nghe chưa? 3, 6, 8 đủ. Đó là bát chi thánh. Thì khi thực hành nó đầy đủ bát chi thánh đó, thì đó nó cho mình sự an vui. Chánh niệm chỉ là mượn cái công cụ đó thôi, để nhiều khi đó quý vị cũng nghe ai đó nói về thiền chánh niệm. Rồi nhiều khi quý vị cũng đi thực hành thiền chánh niệm, rồi tham gia nọ kia thiền chánh niệm, giờ nó trở thành phổ biến, phong trào chánh niệm nó, phong trào nó mạnh lắm. Mà bây giờ quý vị đi sửa cái đó của người ta nó khó. Quý vị kêu người ta bỏ chánh niệm đi, tập lại cái mới đi, khó lắm, đúng không? Nhưng mà quý vị nói ồ chứ chập chánh niệm đi, nhưng với những điều này nó dễ hơn rất nhiều, đúng không? Tại sao không làm? Ồ, đó cái cách đó. Thì mình đã thấy người ta thiền chánh niệm mà mình đưa bát chi thánh vô cho người ta. Để ta tập cái đó là coi như sống ấy. Thì chánh niệm mà thành niệm xịn. Xịn. Làm hiểu không? Rồi thiếu 7 ha, rồi mất chi rồi. Không thánh được rồi. Ừ, kể ra coi. Chánh tư duy, chánh kiến. Là thuộc chánh tư duy, chánh kiến thuộc gì? Tuệ, tuệ. Ừ, rồi tới phần giới rồi. Đúng, rồi. Tới cái cuối cùng là phần định này. Có ba. Ừ, chánh niệm đó. Một xỉu kìa. Cái gì được kịp cho đó hô. Cái quý vị này có học siêu lý hết cho nên cũng khá dễ. Quý vị online, quý vị ở đây cũng có đặt câu hỏi gì đó, mình cứ đặt câu hỏi thêm. Hả? Không, bài có thầy về điều hòa cảm xúc nâng cao là nhiều đó thôi. Thiền mà vấn đề thì cái
thiền xảo đó con, thiền đi địa ngục á, là thiền ngồi đánh đàn á, thiền trong khi đó đó giới bổn của tỳ khu cấm tuyệt đàn ca sướng hát. Chỉ thọ bát quan trai thôi đó, đó không được rồi. Chứ đây là tới tỳ khu 227 giới rồi đó, đàn ca sướng hát kiểu tào lao. Cái đó không có đúng, cái đó không có đúng. Mà ai mà từng đàn ca sướng hát mà cũng đã từng có sự thực tập thiền, hoặc là có sự nhận diện sâu, hay là sự để ý về tâm của mình, đều biết trạng thái khi mà đờn ca sướng hát thì tâm mình nó như thế nào. Từ phóng dật cho tới si mê, cho tới tham đắm, kể cả sân luôn đó. Đang hồi buồn rồi khóc luôn à. Trời trời, cái gì mà dính hết trơn luôn rồi. Bởi vậy đâu quý vị cần phải biết là đàn ca sướng hát á, đi địa ngục thì nó nhiều, mà đi càng hát bà thì không có bao nhiêu. Đi địa ngục thì nhiều, đi càng hát bà không có bao nhiêu. Vậy đó. Trời, nó ghê lắm. Ai mà để ý xíu là nhìn thấy mấy đó à. Thì con không suy nghĩ chuyện khác thôi, thì con suy nghĩ cái chuyện đàn đó. Nó cũng vậy thôi, khác gì đâu. Không có gì khác đó. Học thiền xong không đi tập hát nữa. Chắc chắn luôn, khi mà quý vị có sự nhận diện sâu xíu về chính bản thân, mọi người biết được trạng thái tâm trong khi đó ra sao liền à. Và khi quý vị biết tâm trong khi đó ra sao rồi, đó là tiêu rồi, không có nền, không có đền ha. Phải điều chỉnh lại. Ồ, đúng chứ, có tập đơn tranh, có để ý nhớ hai cái trạng thái nè, nó cũng là chia sẻ để quý vị để ý. Khi quý vị tập đàn, quý vị đánh đàn, ví dụ như ông này cũng có đàn, thì để ý tâm mình bắt cái gì. Bởi vì đó lý do mà sao tôi đánh đàn là bà cô bà chê tôi không à. Quýnh đàn, quýnh đàn đó là chú ý để ý cái tâm của mình đang bắt cái gì. Lúc đó để ý cái tâm của mình đang bắt cái gì. Quýnh đàn, cái tâm của mình đi bắt cái nốt à. Đánh đàn cái tâm mình đi bắt cái nốt. Đi biết cái nốt nó đang cái nốt nào, đang cái nốt nào. Nó khó như quỷ vậy đấy. Mà khi mà mình đánh đàn mà đi bắt cái nốt ấy, thì bỏ mẹ tiết tấu rồi, bỏ luôn cảm xúc luôn. Trời đất ơi, đừng nó thấy gớm mà nói. Trời, nghe nó thì ghê. Ghê nó thấy ghê lắm. Ghê nó thấy ghê lắm. Ghê đó. Thử thì thấy. Thử chứ tôi cũng phải thử chứ. Thử mày không thử á, mày thử gì không chết thì thử nha, cái gì chết thì đừng thử nha. Đừng có mạng thì thôi, vậy nên thôi đừng có liều. Thế tôi cũng phải thử chứ, để ý mà thấy cái mình mới thấy thiệt sự là khi mình đi bắt cái đó, mình đi làm cái đó đi, không có đi đờn ca được, không đi đờn ca được, đờn không được đâu. Tôi thử rồi, không tin bữa nào về làm mới biết. Thì nó mới gọi là ở đời thì nó không có dính vô trong năm ngày tầm mạng thì được, thế là được thì cũng được. Nhưng mà với những người người ta đi xa hơn, đi sâu hơn thì điều đó thì nó không tốt lắm. Thì nếu như mà ai muốn đi xa hơn thì cái gì không tốt lắm, mình né đấy. Đúng không? Nhưng mà nếu như mình có cơ hội vậy thì mình thử, mình kiểm tra lại để mình có cái chánh tín nó được sâu sắc. Ta hiểu không? Nhiều khi đó, cái đó là cái đọc sách dở thấy vậy, nghe tôi nói vậy, dù đâu có kiểm nghiệm được chính bản thân mình đâu. Kiểm đi.
túi á, là cái người mà đọc sách không không có tin được. Mình biết sách nó viết đúng không, mình phải kiểm tra. Cái gì mà mình thấy kiểm tra không chết rồi kiểm tra, phải kiểm nha, phải kiểm hết lại thể nghiệm này. Cái miễn sao đừng dính vô được ha. Thể nghiệm phải có lý trí. Ví dụ như tôi nói ăn chay, tôi cũng phải kiểm tra, tôi cũng phải ăn một năm trời ăn chay trường được kiểm tra xem coi nó sao. Mình muốn biết được nó mình phải thử, mình không chết thôi, thử với cái mong muốn là tìm hiểu cho nó rõ ràng thì được. Mời bạn nhảy nhót đó có hỏi gì không? Hai cái kia là cái gốc, gọi là cái mù lá, là cái gốc. Còn cái hai cái thằng kia gọi là thằng tương ưng, đi kèm theo, có tương tác qua lại, gọi là tương ưng. Thọ thì nó câu hành, kéo bè, kéo lũ, nó cấu kết nhau để mà nó diễn hòa, gọi là câu hành. Còn cái kiến ấy, thì cái trí là nó tương ưng. Bầu cử xong người mạng cũng còn chập chờn quá ha. Thì quý vị có hỏi không, quý vị cứ hỏi tiếp. Ừ đó đúng rồi. Muốn sanh thiên thì bố thí, thì giới tu thiện. Nếu mà mình đèn nét hay thì cũng là một cái gì đó để mà mình chiêu mộ cái người tử của mình cũng được đúng không thầy? Không. Vì cái đầu tiên là người tử nó sẽ ngưỡng mộ mình trước, xong rồi tham. Không, ví dụ như thầy nói là ví dụ như tụi con muốn đi học thầy thì muốn bắt đầu tin thầy trước, xong rồi mới tin ông Phật. Thì cái đó cũng được xem là ví dụ dạy đèn thì chưa. Hai cái nó khác nhau nên nó phải cẩn thận. Cẩn thận vẫn không có thừa, thì cẩn thận không bao giờ thừa. Chỉ như thế thì đó, tôi nói với quý vị là góc độ vi tế. Còn góc độ đời thường thì không có. Đời thường chỉ cần giữ ngũ giới thôi là được rồi, hiểu không? Quý vị mà muốn lên xa hơn, xịn hơn thì mới đi tới mức độ đó thôi. Thế còn cái gì muốn ở đời thường thôi, cái ngũ giới là được rồi, gìn giữ ngũ giới cho được trọn vẹn, cho được tốt đẹp, như vậy đã quý rồi. Người trong thiên hạ kiếm những người giữ giới được đã là khó lắm. Cho nên đó, nói điều quý vị biết, nếu như mình muốn chọn một con đường mà nó xịn hơn, nó xa hơn, thì mình làm cái gì? Nếu mà mình không có cần đường xịn và xa đó, gần thôi, thì mình làm cái gì? Mình có hết rồi. Ba loại vé đó mà học Bách Thanh Á nói rồi. Với hạng thường, hạng sang, hạng VIP ấy. Mời. Mình tiến không mạnh, mình phải tạo, phải sự tự mình tầm, mình suy nghĩ, suy ngẫm. Mình tiến học mạnh không thể nào ai nói mình nghe chứ. Tiến mà mình không có mạnh, mà giác mình không có, trí không có, khó chơi lắm. Tầm cũng không có luôn, dẹp tiệm. Tính tầm giác không có là thôi dẹp tiệm. Quay gọi lại mà tham si mà nó mạnh rồi luôn, khỏi nói nữa.
phải suy nghĩ nha, phải suy nghĩ chứ không phải là không có suy nghĩ vậy. Chánh kiến gớt vào tà kiến hả? Nghĩ rằng chánh niệm như vậy là đủ là đúng rồi. Gớt vào tâm tham mà không hề hay biết, tham thọ hỷ hợp tà. Cái gì tà kiến? Cho rằng như vậy là đúng, mà trong khi đó mất có một chi phần thôi, mà cho rằng như vậy là đúng thì là tà kiến. Mà mình cũng có sự an vui là mình tin rằng là mình đã đúng. Hiểu không? Sao? Phú Lâm suy nghĩ ra chưa? Thấy hơi lạ lẫm, quan hỷ chia sẻ cái phước có sự sanh chỗ. Cái gì bà không biết à, thì mình ghi nhận với mình là mình không biết, mình tìm hiểu cho biết thế thôi. Chứ bà không biết, bà nói nó không có là sao? Mà mình không có muốn đi tìm cho biết, đó là tâm si. Chứ mà mình đòi hỏi mình phải biết lại là tâm tham. Mà biết hoài biết không được, vậy mình có tìm đâu biết, đó là tâm sân. Đủ tâm dẹp. Bạn hiểu không? Quên con ơi, thất niệm mình thấy bình thường. Mình thấy mình ném lại thì trời ơi, chứ coi gì đâu ông, làm lại mình bỏ luôn là thôi, là dẹp nha. Sai không sao, sai làm lại, làm nào đúng thôi. Nhiều khi mình sai cái mình thấy mình sai thì không thèm làm lại luôn, làm hoài không được, hoài không được cái chán. Không nên. Hiểu không? Trong lớp á, có một cái đứa sinh viên. Trong mấy cái lần mà nó làm bài, nó làm tập thì nó cũng có kể là có một thời gian thì em biết đến rồi có một cái người hơn mà có cái hiểu biết hơn, rồi kể hay là nói gì về Phật á, rồi xong rồi tìm hiểu rồi này nọ thì cũng nói là có nhiều cái sự thay đổi. Cái xong cái một cái bài tiểu
thiền là thiền thiền cái loại nào, Phật giáo là Phật giáo theo cái kiểu gì, mình cũng có kể sơ sơ cho nó biết là có những cái sự khác nhau như vậy. Cái mắc cười nó gửi email là nó nói em chỉ muốn làm chung chung thôi à, chứ cô có biết á, em cần người thực hành thiền, cô phải cô nghe khi thiền người ta như vậy như vậy như vậy nè, biết là biết vậy nhưng mà không có nên phân biệt đó cô, mình phân biệt như vậy là mình sai rồi, mình làm như vậy là coi như là mình chưa có biết gì vậy thì mắc cười muốn chó luôn. Cái gì sao ông kia rồi mới biết mày là cho nó em nói là dạ tôi biết và tôi cũng biết luôn là nó có sự khác nhau cho nên là tôi mới kêu anh là phải đi tìm ra cái sự khác nhau đó kiểu vậy đó. Rồi nói là trong một cái bài luận thì em phải đọc tài liệu rồi em phải trích dẫn như thế nào, thì cái tài liệu mà anh bọc thế mà anh trích dẫn và thậm chí là cái cách mà nó viết mail cho em cũng đoán ra được là theo cái hướng nào rồi kiểu vậy á đó. Thì nhưng mà em cũng đoán là những cái bạn mà đã đi theo cái hướng này á, cái hướng mà nghe từ một cái người khác rồi học một ít thành một ít kiểu như vậy á thì sẽ còn thắc mắc nữa chứ chưa có xong đâu. Vậy thì nếu như tiếp tục thắc mắc, nếu như tiếp tục cảm thấy chưa có rõ ràng và vẫn khư khư với cái cách làm của mình á, thì trong cái khuôn khổ của một cái lớp với một cái sinh viên như vậy thì mình nên đưa tiếp cái gì thì nó là tốt nhất. Ok. Với trường hợp như vậy đó, mình hỏi rất đơn giản là anh chị là thiền đó, anh chị tìm hiểu là thiền của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sakya đó, hay là thiền của ai? Nếu như anh chị trả lời là đó là thiền của ông Thích Ca Mâu Ni thì anh chị chứng minh được cho tôi thiền đó là của ông Thích Ca Mâu Ni bằng tài liệu, bằng những vật chứng để tôi tin được đó là thiền Thích Ca Mâu Ni. Tại vì thiền trên thế gian này nó muôn trùng muôn loại thiền mênh mông, nếu anh muốn đi theo thiền đó thì anh chứng minh cho tôi là anh đang làm bên cái thiền đó, anh chứng minh bằng những tài liệu có tính khoa học chứ không phải là anh chứng minh bằng chuyện anh cảm thấy là nó là phù hợp với anh rồi anh ấy thấy phù hợp thì đời này thiếu gì phù hợp. Vậy thì chứng minh bằng cái điều đó, chứng minh bằng tài liệu có tính khoa học này, thì lúc này đó là mình bắt người ta phải đi làm gì, đi tầm về, tìm tòi về cái nguyên gốc của nó. Mà khi mà tầm tòi về cái nguyên gốc nó không Bali thì cũng Sanskrit à, không cái nọ tốt thì cũng cái kia tốt à, chắc chắn nó đỡ hơn. Cho nên nếu mà đi theo cái con đường khoa học thật sự đấy, chắc chắn phải gặp Đức Phật Nguyên Thủy, không ai khác được, không thể khác được. Mà nếu như mà người ta chỉ đâm ngang thôi, tức là không có tới ấy, thì người ta tin dọc đường ấy là chết. Thì mình rất đơn giản, nếu góc độ khoa học thì mình yêu cầu là chứng minh tính chính thống của nó, thì cái xem như là người ta phải đi vô tới à. Tức là mình đó chỉ là cái yêu cầu, mà yêu cầu đó tính chính đáng. Mấy cái lần mà em có trao đổi về cái hướng làm bài của bạn đó thì em cũng theo mấy cái thuật ngữ tiếng Anh, tiếng Pali rồi tiếng Sanskrit thử coi là bạn này có tra không. Rồi cái lần gần gần đây nhất khi mà bạn nói về cái chuyện là thực hành thì nó khác rồi, còn 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 bày cho em là khi đi thực hành thì thấy cái gì được. Xong em mới nói là cái chuyện mà mình thực hành cho chính mình đó, thì mình chịu trách nhiệm của mình à. Nhưng mà mình viết một cái bài ra là những cái người khác đọc mình phải có trách nhiệm với cái người đọc của mình chứ. Mà cái môn này mình phải trích dẫn, cái môn này mình phải đọc tài liệu, phải tham khảo khoa học đồ này kia. Thì em không biết là những cái ngày sắp tới bạn có chuyển sang một cái đề tài gì khác nữa không? Tại vì trước đó là nói cho em mình muốn tìm hiểu về bản ngã vậy thôi á, chứ xong á trời ơi bản ngã mà theo cái lý thuyết nào cũng được chứ à, kiểu vậy đó. Rồi xong rồi sau một hồi suy nghĩ đắn đo làm rõ không được hay sao đó rồi bắt đầu chuyển qua thiền, rồi bây giờ lại stuck ở chỗ này, lại vướng ở xong cái chỗ này Tức là mình đi thì vô cái gốc mà mình hỏi các bạn này kia nọ đó. Mình cho các bạn á, là cái con đường để các bạn đi tầm vô tới tới tận bên trong.
ví dụ như các bạn nói là thiền là phải thế này, thiền là phải thế kia, quan cái nọ, thì chỉ bắt đó mình hỏi cái gốc, xong rồi đó cái mà các bạn cảm thấy là như vậy đó, thì nếu một người hành thiền khác người ta cảm thấy khác thì thằng nào đúng? Nếu như mình không có một cái cơ sở để dựa vào là cái chính khóc, cái chính tông, cái chính thống thì ai đúng, mạnh người nào đấy nói hay sao? Mà khoa học thì phải có tiếng nói chung, chứ không phải khoa học ai muốn nói sao nói, trong khi nó cùng một gốc đi ra. Thì bạn chứng minh cho tôi được cái tính chính thống đó rồi tôi đồng ý thôi. Còn không thì bạn muốn viết gì đó bạn viết, nhưng mà không đạt kết quả. Thì chứng minh được tính chính thống đó thì mình yêu cầu cái chỗ đó thôi, rất đơn giản. Cho nên á, quý vị thấy là cái sự thực hành á, nếu mà mình không có cái pháp học đi trước á, mình vô mà vô mình hành à, nó ra hành củ hành lá không à, nó đáng sợ lắm. Dạ dạ em nghe. Dạ. Tại vì họ cảm giác là thực chứng. Họ cảm giác là cái thực chứng của họ đó, họ cảm thấy được cái điều đó và họ chứng thực cái điều đó, thì trong Phật học ta gọi là dính vào thân kiến. Tự mình cảm thấy được, mình trải nghiệm như vậy là đúng, mình cho rằng như vậy là đúng. Thân kiến là một loại tà kiến, là một loại tà kiến, nó nằm trong năm cái hạ phần kiết sử. Thì mà dính vô trong đó mà mình không biết mình dính vô trong đó, cho nên thường người duy nghiệm thì sẽ bị cái điều đó. Mà duy lý để duy nghiệm đụng nhau cự à. Duy lý nó đòi hỏi tính có lý, duy nghiệm nó đòi hỏi tính trải nghiệm. Thì cái trải nghiệm phải dựa trên cái lý, chứ không phải cái sự trải nghiệm mà dựa trên cái tôi cá nhân, quan niệm cá nhân. Mà trong khi cái trải nghiệm đó lại là cái sự trải nghiệm không phải do mình phát kiến ra, mà là của một vị nào đó, mình dựa lên đó để mình thực hành. Thì mình thời mình phải nắm được cái cơ sở lý luận, cái hệ thống phương pháp luận của cái người đó. Mà mình không nắm được cái của cái người đó, mà mình đưa ra là toàn đưa cái của mình không. Thì đó, Đức Phật nói như vậy là phỉ báng Như Lai, chứ không phải là tôn kính Như Lai. Thì đó, mình làm một cái điều gì đó mình phải có cơ sở. Mà cái cơ sở rất là quan trọng trong nghiên cứu khoa học, lúc nào cũng cần có cơ sở lý luận hết á. Cho nên khi mà mình đi thực hành phải dựa trên một nền tảng cơ sở lý luận vững chắc, thì cái sự thực hành của mình mới có thành tựu được. Còn nếu mà mình đi thực hành khơi khơi chung chung thì được không? Được thì nó lâu thôi. Nó lâu. Tại vì gọi mình cũng sẽ nhận ra được cái điều đó, nó sai ở đâu, nó thiếu đâu. Nhưng mà mình nhận ra bằng trải nghiệm thì cái giá của nó đắt lắm. Còn mà mình học mình biết rồi, nay mình kiểm tra lại sự biết đó thì nó nhanh hơn, nó dễ hơn. Nhưng vấn đề là không phải ai cũng học nổi, chết ở chỗ đó. Có những người người ta không phát triển được cái tự văn, tại vì nhiều cái đời nhiều kiếp người ta quân tập á, nhờ cho quân tập nên nó là nó khó lắm. Mà khỏi khó đó sửa được không thì sửa được, nhưng mà nó khó. Sẽ được đó, nhưng mà nó khó. Thì cái cách tốt nhất ấy, là cái cách mà phải nương dựa nơi cái lý thuyết trước là pháp học, nương dựa pháp học để hành thì nó sống đâu với nhau, sống đâu nhau thì được, đỡ hơn, đỡ sai hơn. Mình tìm phương pháp tối ưu. Nước mà tức là nếu mà một cái người nào mà thiệt sự người ta muốn cho tìm cái con đường tối ưu nhất trong sự học sự hành của người ta cho cuộc đời người ta, thì bắt buộc người ta phải đi con đường đó thôi, không có con đường khác được. Học không mà không hành thì không kiểm tra được, mà hành không học là hành mù quáng, biết gì đâu hành, hành đại, hành càng, hành thí, hành ba láp, ba sàm thì chết nữa. Cho nên nếu mà mình có dựa trên cái nguyên lý khoa học để mình đi đó, thì mình cũng có được một chút xíu gì đó cái sự an toàn, hơn là mình tự mình nghĩ rồi tự mình làm. Nhất theo khi những quý vị mà đi thực hành thiền đó, sợ lắm, bởi vì tôi đâu giờ giờ tôi dám hướng dẫn ai hành thiền, không bao giờ dám. Sợ đâu biết quý vị hành cái kiểu gì,
rồi đó quý vị đạt tới cái gì, ví dụ như nhiều đời nhiều kiếp quý vị là tu tập hạnh tu khổ hạnh đi chẳng hạn, của phái Lõa Thể Ấn Độ vô gừng tu thiền không, cái nay nghe thiền thiền phải khoái cái máu cũ nó trở về đó, khoái về thiền ha, thiền các kiểu luôn, thiền đát nước, đát nước thấy ánh sáng là bình thường thấy ánh sáng là bình thường, mê chết mệt luôn, hoan hỷ vui thích đi đó, khỏi khỏi rồi đó, đó là một bước cản trở rồi đó, dính này là bước cản trở rất lớn luôn, cho nên không có dám. Thôi cái đó từ từ đi bạn ơi, bạn học kỹ hết đi, học sự cẩn thận hết đi, rõ ràng hết đi rồi muốn dạy gì đó là chắc ăn ha. Chứ thôi nếu mà đổi thừa mà không thế thế nên thôi cẩn thận những cho chắc, đâu phải thiện xảo lắm. Đấy, đó là cái ý kiến không phải của tôi mà tôi thấy sự hợp lý của ngài Tịnh Sự, ngài nói ngài hợp lý bằng cái thân chứng của ngài, bằng những gì mà ngài đã trải nghiệm thiền sắp liệt hay cái giò mà dạy lại cho đệ tử của mình là sự sáng nhiên. Sau này mấy ông học cho đi vững đi rồi hả hả thiền gì đó thiền, em hồi là giống tôi nó khổ lắm. Thì tôi thấy hợp lý, tôi thấy cái đó hợp lý nên tôi đi theo cái hướng đó. Tôi có cái sự tin tưởng vào trong cái phương pháp đó hơn. Dĩ nhiên nó cũng là một vị thạc đức, quý vị cũng có thể dựa vào muốn những vị khác, quý vị nghĩ là nó phù hợp với mình thì sự phù hợp đó không ai nói được hết nè, không ai nói được tùy theo con đường. Có nhiều khi có những quý vị đó là hạnh nguyện giải thoát thinh văn giác mà quý vị đang tới cái thời quý vị hành thiền rồi, quý vị hiểu không? Cái quý vị đi theo tôi thì nó không được, nó không phù hợp, nó không phù hợp. Tới cái lúc mà quý vị trải nghiệm về thiền rồi, quý vị tu tập về thiền rồi, tới đó phù hợp với quý vị phải có cái sự biết đó phù hợp với mình đó, xong quý vị thực hành theo cái cách của mình đó phù hợp đó. Nhưng khi quý vị chậm hết thời giá rồi quý vị đắc thôi, hoặc là ngay trong cái đời này vẫn còn đắc được thánh được mà, thì khi đó là con đường của quý vị hiểu không? Cho nên tùy cái hạnh nguyện của mỗi người, chứ không phải đây tôi nói như vậy cái là quý vị phải như vậy, không phải. Phải biết mình để ý mình, có cái hạnh nguyện của mình, con đường của mình, sự hành của mình, chọn cho mình sự phù hợp. Quý vị đã hiểu không? Quý vị tăng có hiểu không? Được ha. Quý vị Phú Lâm có hiểu không? Không hiểu hết nha. Thì mình có học gì đâu hiểu. Giống như tôi nói với quý vị đấy, mình muốn chê cái gì vừa mới vừa phước học cái đó đi rồi chê, đừng có cái kiểu mà đứng bên đây đồng mà chê bên kia đồng, nó vô duyên mà nó phi khoa học dữ lắm. Tôi muốn nhận định được kinh thánh nó sai chỗ nào rồi tôi phải học kinh thánh, tôi phải học thần học, tôi phải tìm hiểu mài mò tôi mới biết nó sai đâu, đứng khơi khơi ngoài phán à, không sao được. Tương tự như vậy mà nếu nói Phật học sai, học đi rồi nói, học cái hết đi, biết nó sai đâu liền à. Học thì còn chưa học, nó ngồi đó phán không như đúng rồi, không sao được. Mà tư duy đó là phi khoa học, phản khoa học, mình phải nắm được nó rồi mình mới biết được nó đúng nó sai, không nắm được nó đâu biết đúng sai được, gì hiểu không? Mà nhất là những phẩm trụ thuộc về tư tưởng nữa, trời ơi nó khó lắm. Mà học cái đó là tôi nói là học thật đấy, thật học ấy, chứ không phải học giả dối này, học thật mà học chính gốc này đi. Ví dụ như kinh thánh là phải học kinh thánh,
chứ học mấy cái bản lược giải hay là sách nọ kia rồi đó là cũng phải. Học Phật học cũng như vậy luôn, bây giờ phải vô tới tài liệu chính gốc của nó phải học, chứ không phải người nọ người kia nữa. Vì sự quý vị mới có thể phê bình được nó, mới có thể phản biện được nó. Đúng, mình muốn khen nó hay mình cũng phải nắm được nó. Chứ mình khen nó hay cái tao hỏi hay chỗ nào không biết. Là nó vô phường nó không được, nó sai lắm, nó xấu lắm. Như chưa? Đấy, trên tinh thần đó mà quý vị học hành thì nó tiện lợi cho quý vị nhiều bề lắm. Ok. Quý vị có còn câu hỏi gì nữa không? Còn hả? Mời. Lớn lên. Vậy là mình đây mình suy nghĩ đó là cái tư duy mình nó bị sai. Mình phải hỏi là mình phải khởi lên cái tư duy là nay mình phải hỏi cái điều này, hỏi làm sao cho nó có sự ích lợi. Mình suy nghĩ là mới suy nghĩ có sự ích lợi chứ. Ích lợi đó hay chi? Ích lợi cho mình với lợi cho người. Chứ mà mình suy nghĩ vô mà nói là có nên hỏi hay không nên hỏi, chưa đưa hai con đường chết rồi. Mình nên hỏi hỏi tào lao nó biết chửi rồi cái quéo luôn. Không nên hỏi để cho ngu luôn. Thấy mình nếp mình tư duy mắc cười không? Không có khôn khéo, không có khôn khéo, tư duy phải khôn khéo. Mà mấy cái đó đó mình không để ý là mình rớt trong đó không á. Đó, tới mức độ vi tế đấy là phải như thế đấy, phải để ý những cái chuyện đó. Tế rồi đấy, có lời khen. Nghe các bạn hỏi đó biết các bạn suy nghĩ là sao, tới đâu rồi, quan trọng lắm. Rồi vậy sửa được tác ý chưa? Ok, tác ý nó dẫn dắt nha, cho nên tác ý phải rất là cẩn thận, chứ mà nó dẫn mình đi là đi bụi luôn á. Còn hỏi gì nữa không? Quý vị còn hỏi gì nữa không? Còn không? Còn không? Hết ha. Hết thì thôi, mình nghỉ tại đây. Mình nghỉ một xíu thôi. Mình sẽ vào trở lại cái link này để mà mình học Abhidhamma 1, học về tâm. Rồi thôi, mình bye bye quý vị nha. Nếu tôi đi lấy sách lên, quên cuốn sách rồi, mang lên ở đây. Bye bye quý vị.